Đại ca nhìn chị này, hôm nay là chị phải cắt luôn cái tóc này đấy. Thì đại ca có lời khuyên gì cho chị không? Lên cắt đi, cho nó đỡ buồn. Khi mà nó rụng đi thì lại càng buồn hơn. Em sẽ cắt cho chị cái tóc này đi. Ừ. Sau đấy thì em sẽ đội tóc ngoài cho chị nhá, được không? Ok. Chị đã truyền lần nào chưa? Hôm nay chị bắt đầu truyền thì chắc mấy hôm nữa nó sẽ rụng. Bao lần rồi? Nay cháu truyền lần đầu. 15 ngày sau là mới rụng. Lúc rụng thì như nào đại ca? Có rụng như là con gà ấy. Bỏ vào nước sôi xong là cái lông nó tù thế này là. Cô xả cái vòi nước nóng nhà cô ở Bình Hoa Sen. Nó ấy nước nóng vào phát nó mà, tóc nó tụt như này. Thế nhưng mà cháu hỏi cô nha, lúc đầu sau mọi người cũng khuyên là cô cắt đi sao cô nhưng cắt? Mà cô cắt ngắn thì cũng bị vẫn rụng. Ừ. Nhưng mà đúng con không? Cô thì nó bắt cắt chọc, chồng cô bảo thôi cứ kệ. Thế là đến khi rụng một cái cô mới khóc. Thế là thằng con nó bảo thấy chưa, con bảo bố mà bố không nghe lời, cho nên là thành ra hưởng cái kiểu buồn nữa. Chị có muốn nhìn bản thân mình qua gương xong cắt tóc xong như nào không? Câu hỏi này hay, chưa biết trả lời như nào. Đây chị nhìn đi. Chị nhìn đi đây. Đôi này rất là hạnh phúc đấy. Đây. Đây nhá, em quay sang này. Quay từ từ thôi nhá. Không nghĩ mình như thế này bao giờ cả. Nào khéo bạn chọn chị kiểu tóc đẹp thế. Chị không biết bạn em sao nào. Em sao nào? Em vừa nãy là em đang tưởng em nhầm đấy, em không nhận ra chị đang mà không biết chị đâu ấy. Em cho chị xem cái tóc mà sau khi mà chị đội lên nhá. Ừ. Được không? Ừ. Đây chị nhìn này. Em thấy là tóc này nó đẹp hơn tóc cũ của chị luôn đấy. Đây chị cầm đi, chị cầm đi. Được rồi. Ừ. Đẹp lắm. Em mong rằng những người mà nhận mái tóc như chị như này thì sẽ là một cái món quà tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn này, sau đấy thì giúp em là sẽ truyền cảm hứng cho những người đang điều trị nhá, được không chị? Ok. Dạ, em thay mặt tất cả mọi người làm chương trình cảm ơn chị rất là nhiều. Ừ. Nhá. Bây giờ chị cảm thấy là rất là vui. Dạ. Vì luôn có sự đồng hành của mọi bệnh nhân khác và của chương trình. Nhất là các bác sĩ ở đây lại cực kỳ chu đáo. Ừ. Đấy.